Ồ, mình vừa mới tới gần sân của Pleiku thì bất ngờ thấy có một chiếc xe rất là quen thuộc, rất đẹp, Topelec Bình Định. Như vậy là thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng đã tới với sân Pleiku để chuẩn bị cho buổi tập chiều ngày hôm nay. Khá là tình cờ, mình đang trên đường đi vào sân để chuẩn bị check in thì là gặp xe. Buổi tập bắt đầu lúc 4:30 chiều. Phóng viên được phép tác nghiệp 10 phút, cộng thêm phần di chuyển và khởi động thì có lẽ là thêm được 10 phút nữa là 20 phút. Sau đó thì mọi người sẽ được yêu cầu ra khỏi sân để nhường lại không gian riêng tư cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, họ chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Đây có thể nói là một trận đấu của hai người láng giềng. Bên tay phải của màn hình chúng ta chính là sân vận động Pleiku. Những ngày mà mình đi quay thì bình thường sẽ rất là đông, vì đó là thời điểm mà trận đấu chuẩn bị diễn ra, cổ động viên hai đội đã đến. Còn ngày hôm nay là trước một ngày cho nên là không khí khá là vắng lặng. Sáng ngày mai thì bên Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ bán vé. Nghe nói là số lượng vé cũng chỉ có giới hạn mà thôi, nên là ai vào sân được thì rất là may mắn. Hello Bình. Khỏe. Ủa đi đường nào vô? Ăn những cái À đi đường này. Đây là các thành viên của câu lạc bộ Topelec Bình Định. Sao? Anh đây. Hello anh. Rất là lâu rồi mới gặp anh. Đây là idol Hồ Tấn Tài. Hello em yêu, áo đẹp quá, anh mới lên nãy. Dương Thanh Hào. Đây là Bùi Văn Hiếu. Chú Dương Ngọc Hùng, một tượng đài của bóng đá Bình Định. Đi Mario. Hello Chào. sếp. Dạ. Vậy là câu lạc bộ Bình Định họ đã vào di chuyển vào bên trong. Hôm nay họ đi bên cửa bên này. Cửa khán đài A2. À mình nhầm, không phải khán đài A2. Nếu mà nhìn theo hướng này như là khán đài C hay D. À đây rồi, anh Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên trưởng của Tomelem Bình Định. Dạ em chào anh. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ check in sân Pleiku một chút rồi mình sẽ đi vào trong. Không có gì vội vã cả vì các cầu thủ bây giờ họ vào họ còn thay giày rồi này nọ nữa. Ây chà. Ngay ở các kiosk cà phê này thì mình phát hiện ra nhóm phóng viên cũng như là anh Tống Đức Thuận, giám đốc của Mizuno cũng như Kamito ở Việt Nam. Hello anh. Chào Lúc anh gặp mày ở khách sạn có một tiếng Đây là anh có Tống Đức Thuận, chào ông chủ của Kamito. Bây giờ là người ta đang bảo là tìm mãi không được trang phục của câu lạc bộ Bình Định đây. Anh xem như thế nào chứ để cho anh em người ta ngóng trông. Chuẩn bị rồi là gặp trưởng đoàn tâm là có Dạ. đây. Rồi năm ngoái tìm không được áo anh ra lại luôn đúng không anh em ạ? Ở đây có những cái khuyến cáo các biện pháp phòng chống Covid-19. Ngoài ra thì đây là toàn bộ sơ đồ của các khán đài ở sân Pleiku, các vị trí, khu vực kỹ thuật đội khách, khu vực kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai, khán đài VIP ở đâu, khán đài D1, D2, cổng, các cổng như thế nào đều được bố trí ghi rất là rõ. Còn đây là
một khu vực souvenir shop Hoàng Anh Gia Lai FC. Nơi đây sẽ bán trang phục của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại thì vẫn còn đang trong quá trình là chuẩn bị mọi thứ. Đây là các cái standee banner. Mình sẽ đi vào trong đường hầm. Mấy anh em rủ uống cà phê, nhưng mà để vào trong này check in xong cái đã. Ôi trời ơi, gặp người quen. Xin chào Cốt Việt. Chào anh Tất Thắng. Ủa, anh uống Red Bull anh thấy khỏe hơn không? Khỏe hơn, rất khỏe. Rồi. Good luck anh. Phòng thay đồ trẻ em dắt tay. Hôm bữa thì mình gặp các em nhỏ ở đây, mặc dù là mình đeo khẩu trang nhưng mà các em vẫn nhận ra, rất là vui. Thực sự là cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được các em nhỏ nhận ra ngoài đường pit. Lần này mình quay một góc đó. Ở đây là các trọng tài chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Có anh Võ Minh Chí nữa. Hello anh. Dạ. Hôm bữa thì có bạn hỏi là sân Pleiku có xe cắt cỏ hay không. Mình đã thấy rồi, mình zoom lại cho mọi người xem nhé. Đây, ở phía xa đây. Đây là xe cắt cỏ ở sân Pleiku. Có lẽ là cũng đã dùng được nhiều năm cho nên là nhìn nó cũng không phải là quá mới. Hiện tại thì các banner ở trên sân Pleiku cũng đã được bán hết rồi. Các vị trí Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh, Vinaphone, Tiên Sơn, Pleiku, Homestay, vị trí vàng, măng đen, bất động sản, cà phê ông bầu, Asia Pacific College. À kia rồi, Bolaven Banana. Đó chính là nhà tài trợ mới, nhà tài trợ phụ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, mà lúc sáng nay chiếc áo đã được đăng lên. Bên kia là IRC, Phụng sự Thể thao Việt Nam, cũng chính là Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế do tiền vệ Lương Xuân Trường mới khai trương cách đây hơn một tuần ở Hà Nội, cũng đã được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đặt ở đây. PTI, Bảo hiểm, Bundesliga, Next Media, Hoàng Anh Gia Lai Group, Red Bull, Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, On Sport, VPF, LS, King Coffee, rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống để quay các cầu thủ Bình Định họ khởi động một chút. Đi thôi.